Cảm ơn mọi người rất nhiều. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều đã cùng nhau đến đây trong buổi tối ngày hôm nay và mang lại không khí tuyệt vời từ đầu chương trình cho đến bây giờ. Và trước khi mà gửi lời chào tạm biệt đến tất cả mọi người, Tuấn xin được gửi đến tất cả quý vị lời chúc mừng năm mới với tất cả mọi điều tốt đẹp nhất, và đặc biệt là phải thật nhiều sức khỏe rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, đúng không ạ? Bóng này không đẹp, chúc mừng năm mới tất cả mọi người, chúc mừng năm mới. Bóng này á. Xin được cảm ơn ca sĩ Bùi Anh Tuấn, và đặc biệt là với lời chúc mừng năm mới vừa rồi mà anh đã gửi đến cho tất cả các khán giả từ thành phố Hải Phòng hôm nay. Thưa quý vị, vừa rồi là một chuỗi liên khúc mà chúng ta đã vừa lắng nghe giọng ca của Bùi Anh Tuấn, của Phụng Cụ, của Happy Nhi, của Trương Thảo Nhi, của ca sĩ Minh Quân và có rapper RT nữa. RT thân mến, bây giờ thì chúng ta chỉ còn khoảng hơn 30 phút một chút nữa thôi là đã bắt đầu đếm ngược cùng với tất cả quý vị khán giả tại thành phố Hoa Phượng Đỏ của mình để chào đón năm mới rồi. Ngay lúc này đây thì Hưng à, đây mà Hưng à. Hưng đi thôi, Lê Xuân Hưng. Lê Xuân Hưng, con bảo bố, giỏi lắm. À, Hưng hôm nay chúc mừng Hưng chào các bác trên toàn thế giới nào. Nói rõ câu là Hải Phòng cao đao được không? Hải Phòng cao đao. Once again, Hải Phòng cao đao. Đây, đây là những thứ mà RT cảm thấy rất là nhiệt khi mà bước xuống sân bay của Hải Phòng. Chúc mừng năm mới nha, Happy New Year. Và đúng là bởi